tăng lên nha. Bữa nay các bạn tới đây rất là nồng, 32 bạn chia làm 16 cặp và một bạn là chợ chung kết thắng giải từng trận rồi ưu tiên. Trời ơi, quyết kiểu này là ác quá rồi. Trời ơi. Trong sân, chú xác định trong sân nha. Sao kỳ vậy? Chuyển chiến thuật đi, hay là đưa bên kia giao cầu? Hoài. Hoài. Trận này là cho trái này hoài nha. Hay quá. Cô tên gì? Này đập nè, khá lắm nè. Một chút xíu chú sẽ sắp cho ta cho con đánh mấy. Yên tâm đi, con này là trận á quân gì? Quán quân mình phải cho gọi là á quân. Á quân là hạng nhì, còn quán quân là hạng nhất, đúng không? Đó. Trận này số mấy vậy? Bây giờ quýnh số 6 không? Số 6 đâu? Mời ra sân. Số 6 đâu? Số 6 lại đây, sợ lây lại đây. Số 6 tên gì? Đại Thành. Trường gì? Rồi đoàn Phước. Con chưa tên gì, trường nào? Dạ, trường nào Phước. Tên gì? Nguyễn Chương Giang. Rồi Bình, đoàn Phước. Bây giờ mấy bạn bước vô vạch, trận đấu bắt đầu. Vô. Trong sân nha. Trong sân luôn. Sao vậy? Cố anh Bình ơi. Trời ơi, đổi chiến thuật liền, mình đang bị thất bại, đổi chiến thuật. Bạn nào số 7 chuẩn bị nha. Số 7 chuẩn bị nha. Rồi, số 7 nè. Cởi khẩu trang ra quýt cho thoải mái. Cởi khẩu trang quýt cho thoải mái. Bây giờ nè, số 7 phải không? Con trường nào? Dạ, con trường Thái Văn Nam. Tên gì? Trường Giang. Rồi, bạn nữ. Tên gì? Trường nào? Dạ, trường Đoàn Phước. Rồi, Thái Văn Nam, Đoàn Phước. Trận số 7 bắt đầu. Khoan, mời mấy bạn ra khỏi vạch vô nha. Rồi, bắt đầu đi. Đàng hoàng nha. Rồi. Quay. Mình hãy quýnh kỹ thuật nha, đừng có đập là hay đập ra ngoài nha. Đảo. Hay. Trời ơi ơi, không có lưới. Cố gắng lên, đổi chiến thuật 1-2-1-2. Hay. Hay quá. Một bạn nữ Đoàn Hồng Phước và một bạn nam trường Thái Văn Nam. 1-2 đi. Quá, bạn nữ quýnh giỏi quá. Hay quá. Hoài rồi, không chịu đó. Thật là đáng tiếc cho bạn nữ. Cố gắng lên con, cố gắng lên, tập trung. Trời ơi, một pha cuối cùng của bạn nam thành pha phản công. Trong sân, bạn này đi xích ra. Oh man, một pha quẩy cô tay. Tuyệt chiêu, độc. Ơi.
Rồi đổi sân rồi, bạn nữ đã bị thua một xé rồi. Cố lên. Cố lên Như ơi. Đơn Phước đâu cậu Vũ coi. Trời ơi. Cái này trường Gia Thuận lần đầu tiên tới tham gia. Và một bạn trường Đoàn Phước. Rồi đổi sân đi. Xin đứng ở bên này chú ơi, không thấy đường gì hết. Nắng lên rồi, nắng lên rồi. Cố lên nha. Hay quá, không qua lưới. Bên này rất là đông, 32 bạn. 33 bạn. Bạn nào thua mình vẫn còn cho một cơ hội tranh vé vớt. Quýnh 5 điểm. Bốc thăm quýnh 5 điểm. Bạn nào thắng trong tất cả những người bạn thua sẽ quýnh bạn Tân vô địch giải Tân. Thì em sẽ cố gắng duy trì cái giải cầu lông này cho các cháu học sinh đó. Thì trong cái tháng này tốt nhất thì em kinh doanh ở cửa hàng nhà cầu vồng, nếu mà có lợi nhuận nhiều thì em sẽ chích ra tiền lời để tổ chức hàng tuần nè, rồi sẽ gom lại một giải đặc biệt hàng tháng. Bạn nào thắng sẽ có huy chương và một giải phần thưởng trị giá 200.000 luôn nha. Hôm nay học sinh rất là đông. Con chọn chú học, con tên gì, trường nào? Rồi con rồi ok, chậm số 11 bắt đầu. Đây là trận tranh vé hồi sinh nè. Bạn này vượt qua 16 bạn vòng loại đã rớt. Với một bạn này là bạn Tân là vô địch từng rồi nè. Hay quá. Tính rất là hay nha Tân á. Trời ơi, sao vậy? Cố gắng lên. Trong sân. Trong sân nha. Giao cầu lên đi. Tân này đi đánh giải huyện hạng 3. Rồi thắng xét đầu, đổi sân. Đây là xét quyết định nha Tân. Tranh vé hồi sinh đó. Trong sân. Quá đẹp, Tân quýnh giỏi lắm. Hay quá. Hay. Đoàn Phước đâu, đổ tay coi. Thái Văn Nam, Thái Văn Nam cổ vũ bạn Tân đâu. Hay quá. Đổi chiến thuật đi, giao cầu đi. Quen. Nhiều ơi. Cố lên. Trời ơi. Mấy trái cào quá, mình cố gắng mình né. Hoặc là mình lấy ra hoài mình bỏ. 4-3. Cho Tân. Bạn này đụng vợt xử thua nha. 5-3. Bạn nữ á. Quay. 5-4. Vẫn còn cơ hội nha. Quay đây. Quay quay. 5 đều. Quay luôn. Khoan, trái này trái quyết định nha. Như mà thắng là thắng luôn á. 6 đều quýnh lên tới 8. Bảy khoan trái nữa con. Còn cơ hội cho con trái cuối cùng đó. Rồi ơi, cuộc lật đổ hồi sinh. Oh man. Bây giờ các bạn hồi nãy thắng vòng đầu tiên đâu? Qua đây hết. Thắng vòng đầu tiên nha. Qua đây hết. Qua bên này hết đi. Rồi như đứng đó đi. Bạn nào thắng vòng đầu tiên nha. Điểm 4 đứa vô một hàng đi. 4 đứa vô một hàng. Hồi sinh. 4 đứa vô một hàng nè. 4 đứa vô một hàng. Rồi 4 đứa lên đây một hàng đi.
Đây là những bạn nào thắng vòng đầu tiên của những trận đầu tiên á. Mất một bạn thôi. Đây. Rồi vô hàng này đi con nè, ba đây nè, ba nè. Đây là những bạn thắng gọi là vinh dự vòng đầu tiên luôn nha. 32 bạn mà thắng luôn nè nha. Bây giờ hồi nãy bạn nào thắng số 1 đâu? Thắng số 1 đâu? Thắng số 1. Qua đây. Thắng rồi, thắng số 2. Rồi. Hai bạn này sẽ vô một cặp đấu nha. Thắng số 3, thắng số 4 đâu? Đừng có đè lưới con. Thắng số 3 đâu? Số 4, thắng số 4 đâu? Rồi sẽ tự nhớ tới nhau nha. Sẽ... Thắng số 5. Thắng số 6. Thắng số 6 đâu? Rồi hai đứa này sẽ nhớ lên cặp nha. Thắng số 7, thắng số 8. Rồi đúng không giữ thề nha. Rồi số 9, số 10. 11, 12. 13, 14. 11 đâu? Con 12 đâu? Rồi 13, 14, 15, 16 phải không? Rồi bây giờ. Rồi bây giờ nè, bạn nào thắng số 1, số 2 chứng đánh luôn. Rồi vô. Là tranh thủ đi. Đây là vòng 116. Trận này là tranh vé vào tứ kết nha. Hay quá. Tranh vé vào tứ kết nha. Các bạn nào là xuất sắc là sẽ được vào vé tứ kết. Hay. Còn những bạn này ở lại là những bạn thắng vòng loại. Đây là trận tranh vé tứ kết thứ hai. Tranh vé vào tứ kết nha. Cái này giật thôi chứ giật gì. Bạn nào không may bị thất bại trận này cũng không nản, vẫn còn một vé vớt. Giờ này trời nắng lên luôn rồi. Quay sơn nha. Gần 2 giờ tranh đấu rồi đó. Bây giờ là trận tứ kết đầu tiên. Để chọn người vô vòng bán kết. Bạn nào chiến thắng là thật sự là xứng đáng nha. Cố gắng lên nha. Tinh thần thể thao. Omen. Hy vọng một trong những đứa là sẽ đi thi đấu nha. Đại diện. Vậy thắng luôn rồi hả? Hai set hả? Trời ơi, lẹ vậy. Đây là trận tứ kết thứ hai. Khoa cũng từng là quán quân vòng từng nữa nha. Có con trai này là chú chưa thấy nè. Một đeo. Con trai học trường nào vậy? Con còn Phước luôn. Còn Khoa là Khá Văn Nam. Cố gắng nha, bữa nay là có huy chương vàng với cây vật 200 ngàn nha. Ngồi xích vô. Quay. Không, bây giờ xử lại, đánh trái lại trái đầu. Con ngồi xích vô, yêu cầu rồi xích vô. Quýnh lại trái đó đi. Quýnh lại trái vừa rồi. Quýnh lại trái vừa rồi. Cố lên nha. Trận tứ kết thứ hai, bạn nào thắng trận tứ kết là chuẩn bị vô quán bán kết á. Còn quán trận thứ ba phải không? Hai đứa này phải không? Rồi. Chuẩn bị. Đổi sơn. Cố lên qua. Đáng lượm bây giờ về đi. Cố gắng lên nha. Khoan khoan khoan, chuẩn bị rồi, ok rồi. Người ta mới ở bên sân bên kia thì mình phải chấp nhận chứ sao? Đúng không? Hay quá. Hồi sáng giờ là 32 gọi là vật thủ. 32 vật thủ chọn ra được 8 bạn gọi là xuất sắc.
Quýt hay quá, trình độ lúc này cao lên. Hy vọng mấy đứa em đứa cháu này sau này ha, sẽ đi thi đấu ở huyện, ở tỉnh, có khi đại diện Việt Nam không chừng luôn á. Dầm láng với Kiểu Phước. Nay mai có mấy bạn nào ở Tân Tây hay đâu xuống là xử luôn nha. Đấu luôn. Hay quá. Set đầu tiên là Khoa thắng phải không? Trong sân. Trong sân nha. Quýt phải để ý cầu nha, đừng có ỷ lại. Năm đều phải không? Quýt tới số 7 điểm thắng nha. Chạy cuối cùng nha. Chạy cuối cùng đó. Rồi xong. Bạn nào cặp tứ kết thứ ba đâu? Rồi vô sân. Còn con số mấy? Rồi đúng rồi, số 9 quýnh chứa đi. Rồi vô. Chúc mừng nha, chúc mừng nha. Rồi cố lên nha. Bạn nào thắng trận đầu tiên á sẽ quýnh bán kết với bạn thắng trận thứ tư. Hai. Đánh như này nữa. Ba. Còn bạn thứ hai sẽ quýt trận với trận số 3. Bán kết đó nha. Hai. Đây là trận tứ kết thứ tư. Chọn ra người thắng vô đánh bán kết. Và bán kết đầu tiên nha, bắt cái cây. Con tên gì? Nói đàng hoàng. Tên Trương Hoàng Long. Lớp mấy? Lớp 7. Trường nào? Trường Đồng Hồng Phước. Còn con? Dạ, Đăng Khoa. Lớp mấy? Lớp 9, Thay Nam. Rồi bây giờ trận bán kết. Quýnh 11 điểm thắng nha. Mình tăng điểm lên, quýnh cho nó trận hấp dẫn hơn. Ừ. 11 điểm thắng nha. Phải cố gắng lên, quýnh để vào trận chung kết. Cố 3 set 11 điểm. Quýnh để tranh huy chương vàng vô chung kết chứ, hấp dẫn quá. Hoài. Cố lên. Các bạn thấy trận bán kết hấp dẫn chưa? Khoa học lớp 9 này là ứng cử viên cũng nặng ký lắm đó mọi người. Đó, giao cầu kiểu vậy không là biếu cho nó ăn không đó. Rồi xong rồi, chuẩn bị xong set 1 rồi. Cố gắng lên đây. Đuối chết mẹ luôn chú ơi. Ê không chữ thề nha, chữ thề chừng điểm á. Giao rồi đó. Quấn 11 điểm thắng nha. Các bạn nào ở lại đây là chút xíu chú đều có quà nha. Mình sẽ tổ chức trao giải có quà đàng hoàng. Nó thủ thế luôn. Nhiều rồi. Quay. Quay. Rồi xong. Đổi sân. Set 2. Set đầu tiên là Khoa đã thắng rồi. Đây. Cố gắng lên chung kết nha. Chung kết là có huy chương vàng và một phần thưởng là một cây vợt 200.000 nha.
Hoài. Bữa nào ăn điểm cứ phát ngầu. Hoài luôn. Chưa chút. Chưa. Hai đều phải không? Hay quá. Trời ơi trời. Sao giống đưa hàng rồi nó đập không vậy? Trời ơi. Khoan. Đổi chiến thuật. Giao cho Khoa khoe. Chết ngựa trời ơi. Ôi men ơi. Nhiều rồi. Trận đấu đang gần về kết thúc. 6-4. 4-6. Bắt bài liền. 7-8. Còn 2 điểm. Ôi trời. 5-9. Khoan, trái cuối cùng nha. Mát bôi nha. Giành quyền vào chung kết đó. Rồi xong. Rồi hai bạn bán kết đâu, tiếp theo đâu rồi? Vô trọng đây, nước đi con. Vi vô. Rồi. Khoan, chú nói đây, lại đây đứng bắt tay nhau chú nói chuyện nha. Giờ hai đứa nè, con tên gì? Dạ, con tên Phong. Trường lớp nãy trường nào? Lớp 7 trường cho học sở thang nào. Lớp 7 hả? Dạ. Còn con? Chứ cường lớp 7 trường Bình Phước. Trận bán kết nè, với thứ hai nha. 2-1. Hay quá. Coi trận này giống như cô SEA Games vậy á, giữa Việt Nam với Thái Lan vậy á. Ủa cái anh kia về không cho thằng ba. Ủa anh kia về không cho thằng ba rồi chú. Đâu ai biết đâu, đâu nào lại đứa nào về lại. Anh đeo mất kiến á. Anh Lâm. 6-1. Rồi về thì thôi. Thôi về em con đi chú. Thôi về chú. Thôi thôi để ra tính đi, để chú tính. Đây là trận chung kết nha. Nè, đây là nói lại coi. Dạ. Có tên gì? Lê Trinh Khoa, lớp 9 phải không? Dạ. Lê Trinh Thái Văn Nam. Kiểm Phước. Rồi, còn con tên gì? Cường. Lớp 7. Đoàn Phước, Dầm Láng. Đây là trận chung kết. Hai người này thật sự xứng đáng nha. Rồi, trận chung kết bắt đầu. Quýnh 15 điểm thắng. Quýnh 3 set nha. Lấy cái cầu mới. Lấy cái cầu dưới chân kìa. Cứ ai mà ăn điểm là người đó. Trận chung kết bắt đầu. Ăn điểm. 1-0. Quýnh chưa tới một đều ha. Giao phải cầu phải cẩn thận nha. Trận này là chung kết, nếu mà thắng là sẽ được huy chương vàng nha. Và một cây vợt trị giá 200.000. Quýnh chỉ có thắng giải thôi chứ không có nói nhì gì hết á. Nhì chỉ có huy chương bạc thôi. Bởi vậy mình phải cố gắng lên. Hay quá. Nào.
Cẩn thận nha, cố gắng từng trái cầu chứ. Mười lăm trái mới thắng nha. Hay quá. Mình đang tưởng tượng là đang đi thi đấu quốc tế luôn đi. Hay. Trong sân. Nhiều rồi. 8 đều hả? Hoài không? Mấy đứa đằng kia ngồi giống như trọng tài biên nha. 9 đều hay là nhiêu? Ủa 18 hả? 10 vô khoa. Cố gắng lên. Hoài. Hay quá. Wow. 11 chín. 10 11. Trận chung kết hấp dẫn quá. Trời ơi mẹ ơi, trời nắng hả con? Giờ này tới trưa luôn rồi. Trận chung kết diễn ra trưa luôn rồi. Nói chung thì em cũng muốn tổ chức sớm rồi mọi người, nhưng mà tại vì quá nhiều vận động viên, bạn nào thắng trận chung kết này là thật sự rất là xứng đáng nha, vượt qua biết bao nhiêu đối thủ luôn. Em cũng cố gắng. Rồi Khoa đã thắng set đầu tiên rồi, chuẩn bị set thứ hai. Không qua lưới luôn. Quay. Sau trận đấu này sẽ tổ chức trao huy chương luôn. Trọng rồi sao vậy bỏ. Cố gắng lên. Bao nhiêu vậy? 53. 63. 64. 46 đổi vào cầu. Hoài. 74. 557. 85. 85. Quay. 95. Quay. 69. Rồi 16. Đây là set thứ hai nha. 15 điểm sẵn. Trong ngay dạch rồi. Ngay dạch. Ngay dạch. Quay. 12 6. Trong 7 12. Hay quá. 13. 13 7 đổi vào cầu đi con. Quay. 8 13. 9. Cố gắng lên. Quýt xong trận này đi mình nghỉ luôn.
Hay quá. Quá. Không từ bỏ nha. Hay quá. Đổi vào cầu, đổi vào cầu. 11, 13. Hay. 12, 13, đổi vào cầu, đổi vào cầu. 12, 13. Cố gắng lên. 13 đều. Sao vậy? 13 đều rồi. Ôi. Phan, đây là trái cuối cùng nha. Match boy, championship boy luôn nha. Chồng nào? Chồng nào? Bây giờ sao? Phan bây giờ sao? Không, không nhìn thấy cái đó. Chú không nhìn thấy cái đó. Bây giờ mấy đứa muốn lại không? Bây giờ con muốn quýnh lại không? Rồi bây giờ quýnh lại cho đây đây. Quýnh lại nha. Bây giờ cho tụi con quyết định nha. 14, 13. Rồi, xứng đáng nha. Xứng đáng nha, đây là nhà vô địch phải không? Kèo từ 6 lên 15 cái. Rồi bây giờ nghỉ mặt cái chú đem huy chương đó chú tao luôn nha. Bây giờ con hẹn ba không? Hẹn ba. Hẹn ba là thừa đứng ở đây không? Rồi, hẹn ba đâu, hẹn ba đâu, hẹn gì đâu? Nhất đó, nhị không có hẹn, xin mời ra cánh gà. Ba. Đây chú ra đi là chú nói chuyện con hăng này á, đi chút khác. Đi chút khác. Nó thư ký hả? Rồi để chú nói chuyện ha. Rồi vô. Rồi hôm nay á là có ba bạn này rất là xứng đáng. À, bạn Khoa nè, bắt tay cái nha, hạng nhất nè, nhà vô địch, giải tháng. Con tên gì thì chú qua nè. Chiếc cờ hạng nhì nha. Cũng rất là xứng đáng, cũng giỏi lắm. Con coi cái gì? Không, hạng ba. Hôm nay là trường Thái Văn Nam là giải nhất và giải ba. Còn đồ Phước và Âm Lái là giải nhì. Rồi chú trao huy chương đồng trước nha. Này huy chương đồng thì chú cố gắng, nói chung là tượng trưng thôi nha, vui vẻ nha. Đó, tao đàng hoàng cái coi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay nha. Nguyên chương bạc nha. Cho người áo quân. Đó, chúc con nha, chúc mừng nha. Mai mốt ráng thi lên nha. Và sau đây là nguyên chương vàng nha. Vàng dữ ha. Vàng dữ ha. Cầu vòng ra ngoài nha. Một cây vợt. Nói chung là chú có khả năng làm nhiều là chú làm nhiều nha. Cảm ơn mấy đứa đã tới tham gia nha. À, cây vợt Unet trị giá 200 ngàn, nếu mà con vui vẻ thì con đánh. Rồi chụp hình vô tay cái coi. Vô đây lên vô đây nè. Mấy đứa vô đây luôn. Quay luôn không? Đang quay là. Chú có quà chú tặng hết. Đứa nào tới đây chơi chú đã quà tặng hết. Một cái cái con vật. Chúc mừng nha, để nhất đi lên. Hãy nhất phải đi lên trước. Anh vậy đó mấy đứa phải làm màu nha. Rồi bây giờ chúc mừng nha. 1 2 3. Chúc mừng nha. Vô mấy đứa vô luôn đi, đứng đi. Chúc mừng cái đứa. Thôi chờ lại cái con. Mình chờ.